Giải thưởng chất lượng công trình gói thầu xây dựng là một trong những sự kiện nhằm tôn vinh các tập thể có tâm huyết, không ngừng nỗ lực, đầu tư thời gian, công sức để tạo dựng nên những công trình gói thầu xây dựng chất lượng cao. Các công trình được đăng ký tham gia giải thưởng là công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn, hạ tầng kỹ thuật từ cấp 3 trở lên, được xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam, đã được nghiệm thu hoàn thành, đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật trong thời gian không quá 3 năm tính đến thời điểm đăng ký xét thưởng, không vi phạm các quy định của pháp luật. Trong năm 2020, EVN đã có 4 đơn vị được trao giải thưởng này, đó là gói thầu tư vấn thiết kế công trình thủy điện Hội Quảng, gói thầu tư vấn giám sát công trình thủy điện Hội Quảng, công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 1, đường dây 220 kV Di Linh Bảo Lộc, mạch của công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 3, công trình nhà máy điện Vĩnh Tân 1 thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn điện lực Vĩnh Tân 1. Các công trình đạt giải này đều có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý vận hành, góp phần đảm bảo cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia năm 2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.